Xin chào toàn thể anh em và các bác đang theo dõi kênh của Dũng Trương Audio. Ngày hôm nay thì bên em tiếp tục lên sóng về ít mấy cái dòng Zeller High End của hãng Hamlitech, một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ. Đây là cái mẫu dây loa High End, mã của nó là Pro 11 Plus. Đây là Hamlitech. Dây này rất là to anh em nhé. Dây to khủng đẹp. Dây này nó có đường kính là 23mm anh em nhé. Đấy là 2,3cm đấy. Dây này thì nó quá đẳng cấp rồi. Nó có 19 lõi đồng tinh khiết OCC cơ, 6N. Anh em nhìn này. Cái mẫu này thì bên em đã bán khá là nhiều trong cái năm ngoái rồi. Tuy nhiên thì hết hàng cách đây tầm khoảng là 4-5 tháng. Hôm nay thì bên em về được khá là nhiều. Anh em nhìn này. Cái này thì vẫn phải về nguyên quận 100m thôi. Đấy. Dây cực kỳ chất lượng anh em nhé. Trong quá trình 4-5 tháng đổ lại đây có khá nhiều em hỏi thì vẫn còn nhu cầu, vui lòng như thế em. Ngoài ra thì bên em lên sóng, bên em có mấy cái con tụ để cho anh em đấu la chép này. Tụ 2,2 NF này, tụ Nhật. Nó cũng rẻ thôi, 70.000 một chiếc thôi. Rồi là con lọc Đức 36A của Đức Müller này, lọc Đức 63A của hãng Food này. Rồi là dây nguồn Kyoto, hôm nay bên em tiếp tục lại về. Và dây loa bạc Đức Obeck 2 x 1,5 ly. Cái dây này thì bên em còn mười mấy mét, bên em đang nốt. Dây loa bãi mít xịn Model Bright. Cái cặp dây loa này để khá lâu rồi, bên em đang nốt. Dây loa bãi mít xịn Benden đồng cứng, bên em thi công rắc càng cua. Và cái mẫu này thì bên em thi công thành cái dây xoắn, có nghĩa là một sợi đấu luôn cho một cái rắc loa. Và mấy cái mẫu dây AV Symphonic Line Thụy Điển được bên em thi công bằng cái rắc AV Muon. Đấy, khá nhiều mẫu anh em nhé. Ai có nhu cầu cứ liên hệ em tại đây này. Bên em ship hàng toàn quốc cho anh và bác. Đấy. Cái mẫu Hamlitech này thì không còn xa lạ rồi. Năm ngoái bên em bán cũng khá là nhiều. Nhưng mà cái dây này thì rất thích hợp cho những bác nào mà thích hình thức này. Bác nào mà ưa hình thức thì chơi dây này tuyệt vời luôn. Bởi vì sao? Dây nó to hầm hố lắm, các bác về mà đấu vào thì nó phải nói là nhìn hoành tráng luôn. Pro 11 Plus 6N, sử dụng 6N, công nghệ đồng tinh khiết 6N OCC, Copper Definition Speaker Copper Hamlitech EV đây. Đấy. Dây này thì nó có hai lớp anh em nhé, vỏ cao su hai lớp, ba lớp thì đúng hơn. Em sẽ quay cho anh em xem. Đấy, anh em xem nhé. Đầu tiên này, bên ngoài là có lớp cái lớp trong trong, là cái lớp trong đây anh em lột ra đây, nhìn thấy chưa này, anh em nhìn chưa đây, bên ngoài là lớp cao su màu trong đấy, lớp này để nó bảo vệ cái dây bên trong. Bên trong là nó có chữ nhưng mà có cái lớp cao su bên ngoài nữa, thì như này anh em sẽ không phải lo cái vấn đề mà bị bay chữ do quá trình dùng lâu dài. Ví dụ những cái chữ mà nó in ngoài những cái dây này, về lâu về dài họ có thể cọ sát nhiều là nó sẽ bay đi đấy, cọ sát mạnh nó sẽ bay thôi. Nhưng mà thằng này thì không có chuyện đấy anh em nhé, vì chữ nó ở bên trong cái dây này cho nên là không giờ bị bay chữ. Tiếp theo là đến cái lớp cao su màu xám này, cao su màu xám để cho dây nó tròn, và cái bên trong là cái lớp cao su non màu trắng. Anh em nhìn này, để phóng to ra nhé, đây này, hai lớp đây, cao su màu xanh, cao su non màu trắng để cho nó mềm bên trong. Và khi tước ra thì đầu tiên này, tước ra là nó có cái lớp giấy nó quấn này, lúc đầu nó sẽ quấn xung quanh này để nó bó hết cả cái dây dù, cái dây dù với mấy cái lõi bên trong cho nó khỏi sập sệch. Bên trong thì nó có hai lõi đỏ và đen, trong này cũng có chữ anh em nhé, đây này, đây. dây này thì cả bên trong bên ngoài đều có chữ. Pro 11 đây này. Đấy. Cái này đặc biệt một cái là cái dây này nó có là mỗi bên là có 19 lõi. 19 lõi đồng OCC. Và đặc biệt những cái lõi này là nó đều tách biệt, có nghĩa là mỗi lõi là có một cái vỏ riêng. Cái vỏ này là vỏ chịu nhiệt luôn, vỏ teflon chống cháy. Đấy, anh em nhìn này. Thực ra cái công nghệ đồng OCC thì nó là cái công nghệ mà nó giảm nứt gãy, giảm tối đa cái độ nứt gãy trên bên trong cái mặt lát cắt của cái lõi.
Đấy, có nghĩa là nén chặt cái đầu bên trong để cho nó giảm cái đứt gãy, nó giảm cái độ nhảy tín hiệu và nó chống nhiễu. Đấy. Và những cái dòng dây dây có lõi OCC ấy, càng nhiều lõi càng đắt anh em nhé. Ví dụ thằng này này, càng nhiều lõi riêng biệt. Hôm nọ bên em có quay mấy cái dòng của mấy cái mẫu dây mà nó có thằng Độc Đức chẳng hạn đấy, nó có 3 lõi thôi. Nó cũng khá là cao tiền rồi. Còn đây là cái thằng này nó 19 lõi. Nó đắt là nó làm tách biệt này, mỗi lần làm như này phải nhiều lõi. Phải 19 lõi mỗi bên, xoắn sao cho để nó cân bằng. Rồi là vỏ chống cháy nữa. Mà đây là lõi OCC sợi đơn nữa. Đấy, 19 lõi OCC sợi đơn. Rất là cầu kỳ. Cho nên là những cái mẫu dây mà nó, anh em để ý những cái mẫu dây nào càng lõi OCC mà còn 6N nữa, 6N OCC nữa mà lại còn nhiều lõi, mà mỗi lõi lại càng tách biệt như này nữa thì nó sẽ càng đắt. Đấy. Nó giống như mấy cái dòng của thằng Auto Quest My Night đấy, mấy chục triệu một cặp đấy. Mà thằng này thì đây là cái mẫu dây mà chất lượng nó rất là tốt, mà giá thành nó rẻ hơn thằng Auto Quest My Night rất là nhiều. Mẫu dây này bên em vẫn bán như lần trước thôi, 700.000 một mét anh em nhé, 700.000 một mét. Cái mẫu này anh em có thể tham khảo thì cũng hãng nó cũng bán là nguyên hai cái lõi bên trong rồi này, nó bán có nghĩa là nó có cuộn dây, nó bán cả cuộn nhưng mà nó chỉ nguyên là cái lõi thôi, nguyên là cái vỏ thôi chứ nó không có cái vỏ bên ngoài nữa, nhưng mà nó cũng chả đắt hơn bao nhiêu đâu. Bên em lấy được cái giá rất là tốt cho nên bên em bán 700.000 một mét. Cái này thì bên em có bán kèm cục chặn, nếu mà anh em cục chặn thì sẽ là 200.000 một cục chặn. Hôm nay thì mới về thôi, bên em vẫn chưa lên đầu rắc thì bên em sẽ có thể là sẽ lên đầu rắc cho anh em sau. Tuy nhiên anh em mua cắt mét về tự thi công đấu thì liên hệ em. Mua cắt mét hoặc muốn đấu rắc bắp chuối, mỏ chim, càng cua thì bên em đều có hết anh em nhá. Và lưu ý dây này rất là to, đây này anh em nhìn này. Dây to chưa? Thì em so sánh với cái dây nguồn đây. Dây nguồn ham nick tách đây. Đây, các bạn nhìn chưa? Dây nguồn đã là dây nguồn còn chưa chưa có tuổi so với thằng này luôn nhá. Đây này, nhìn thấy chưa anh em, nhìn chưa đấy, nó còn to gấp đôi cái dây nguồn dã man cái dây này. Nhưng mà được cái nhá, cái dây này nó khác với cái mẫu kia, tuy là to nhưng mà cầm được khá là nhẹ, cầm khá là nhẹ, trông to nhỉ, thôi tưởng nặng nhưng mà nó khá là nhẹ và dây nó khá là mềm anh em ạ. Anh em không tin đâu, dây này trông to nhỉ thôi nhưng mà nó khá là mềm. Ê, nó mới bịp. Đấy, nó mềm hơn cả thằng dây nguồn kia còn nhỏ nhưng mà thằng này nó còn mềm hơn. Và cầm có khả năng là nó lại có vẻ khả năng là nó chỉ nhẹ vừa vừa thôi chứ nó không như tưởng tượng. Đấy. Có tưởng to này sẽ nặng không? Vừa vừa thôi. Đấy. Rồi, tiếp theo là đến cái con đây này, con tụ này ngày trước bên em lấy về để đấu vào cái con siêu chép ao chem đây này. Có cặp ao chem này. Đây. Thì 70.000 một chiếc. Bên em hình như còn 6 7 chiếc hay sao ấy. Tụ 2,2 mi, tụ Nhật. Tụ cắt tần cho anh em. 70.000 một cái thôi nhá. Lọc Đức thì con hôm nay có về thêm với con 36AMUR của Đức. 36AMUR của Đức made in Italy. Con 36A này anh em ơi. Tương đương với là 7.500 W anh em nhá, 36A. Made in Italy. Con này có giá là 1.050.000 một con. Còn con Đức của hãng Foot này, Foot MV này thì đẳng cấp rồi. Lọc được tất cả tín hiệu nhiễu cao tần MV, MI và nó made in Germany này. 63A. Con này có giá là 2 triệu 7 anh em nhá. Rồi. 2 triệu 7 một con. Đấy. Dây loa bãi Mỹ xịn mono bright, cái mẫu này không hiểu sao mà ngày trước bán cắt mét rất là chạy nhưng mà khi còn 5 mét đấu lên đầu rắc để bán cho anh em thì lại đếch bán được. Có thể là thằng này nó hơi dớp tí. Dây bãi Mỹ xịn mono bright, thằng này thuộc dạng CL2 và nó có hai lõi, hai bốn lõi, mỗi lõi to 12 và kép gờ, có nghĩa là bốn lõi mỗi lõi to 2,5 ly. Đây này, dây to bốn lõi mỗi lõi to 2,5 ly. Bên em thi công giáp bắp chuối là một cặp này dài 2,5 m một vé, có giá là 980.000 anh em nhé, 980.000 một cặp. Dây là bạc Đức Cầu Bách này 125.000 một mét. Dây này là hai lõi, mỗi lõi to là 1,5 ly. Bạc Đức Cầu Bách. Dây này hình thức bên ngoài khá là đẹp, dây trong suốt.
dây bạc Đức Ô Bách Copper này, Germany này, anh em nhìn rõ không? Germany Silver 2 x 1.5 mm made in Sweden. Đấy, lõi đây. Dây này bên em bán là 125.000 một mét anh em nhé, 125.000 một mét. Rồi ở đây là có những dây AV Symphonic Line mới ra lò này, AV lõi bạc Thụy Điển Symphonic Line này, anh em nhìn chưa, Symphonic Line của Thụy Điển này. Thi công bằng rắc AV mua, tự nhiên thì nhét vừa khít luôn. À, một cặp như này thì anh em nhân ra thôi, dây là 271 mét, tiền dây là 2 mét, một mét một vế, là tiền dây là 2 mét dây rồi thì là 540, 540 mà anh em cộng với 360, 9436 thì là 900.000 một cặp này, 900.000 một cặp, dài là một mét một vế, Symphonic Line Thụy Điển, rắc là rắc AV mua, dây lõi bạc Thụy Điển đây, đấy rất là đẹp anh em nhé. Thôi cái mẫu này thì sẽ thi công hết bằng cái AV mua cho nó lịch sự. Rồi hôm nay lên sóng đây thôi, còn Kyoto thì thôi để clip khác vậy. Clip thì bên em không muốn quay dài vì đến tầm phút thứ mấy mấy này chẳng chả còn mấy ai xem. Rồi xin kính chào tất cả mọi người nhé, ai có nhu cầu cứ liên hệ em dưới tại đây nhá. Đấy. Xin chào tất cả mọi người.